Tất cả anh chị các bạn, xin chào các bạn học viên, xin chào những người đang làm kinh doanh. Có lẽ là tôi không cần giới thiệu về tôi nữa, đúng không? Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và là chủ kênh YouTube PA Marketing, một chuyên gia chuyên về digital marketing, Facebook ad, TikTok ad, vân vân, từ rất lâu rồi. Vâng, có lẽ trên thị trường bây giờ có rất nhiều các kênh YouTube, rồi thậm chí là kênh TikTok, có rất nhiều các cái chuyên gia rồi những bạn trẻ chia sẻ về các cái nền tảng công cụ kinh doanh online. Tuy nhiên kênh PA Marketing là một kênh mà rất là quan trọng và cũng có thể cho các bạn có được những cái thông tin đa chiều hơn và đầy đủ hơn. Tôi là giảng viên đại học và chuyên đi tư vấn, đào tạo và triển khai các dịch vụ về Digital Marketing. Trong đó thì có mảng làm Facebook và những cái mảng quảng cáo như là Zalo, như là Google, như là YouTube, làm website vân vân. Chắc là các bạn cũng xem kênh của tôi nhiều rồi, và đặc biệt là về Facebook thì tôi rất là chuyên. Đây là video tôi làm vào tháng 5 năm 2023, được chưa ạ? Vâng, mới nhất. Và sau video này thì tôi cũng sẽ tiếp tục ra một loạt các cái video quay mới về hướng dẫn quảng cáo, thao tác quảng cáo và thực hiện các chiến dịch về Facebook Marketing. Trong chương trình Facebook Marketing 2023 của PA Marketing thì có 10 cái nội dung rất là quan trọng. Đấy. 10 cái nội dung quan trọng nhất của Facebook. Đầu tiên đó là Facebook cá nhân. Thứ hai đó là fanpage hay còn gọi là trang. Thứ ba Facebook group hay còn gọi là nhóm. Và thứ tư Facebook ads hay còn gọi là quảng cáo. Thứ năm Facebook livestream hay còn gọi là phát sóng trực tiếp bán hàng online. Thứ sáu Facebook Watch video, đây chính là video dài. Vâng. Thứ bảy Facebook Reels hay còn gọi là thước phim, thì đây là một trong những cái tính năng rất quan trọng trong thời điểm 2023 hiện nay. Thứ tám đó là Facebook Marketplace hay còn gọi là bài niêm yết, đây là một cái trang giao vặt cũng rất là thú vị của Facebook. Thứ chín đó là Facebook Dating, một cái ứng dụng hẹn hò của Facebook rất ít người khai thác. Và thứ 10 đó là các cái công cụ hỗ trợ khác. Đấy. Thì hiện nay Facebook có rất nhiều các tính năng và chúng ta đều có thể kết hợp một hoặc nhiều tính năng này để khai thác, để xây dựng thương hiệu cho cá nhân, cho nhãn hàng, cho sản phẩm và dịch vụ, để bán hàng, để tìm kiếm khách hàng mục tiêu, để mở rộng mạng lưới đối tác vân vân. Thì đầu tiên là tôi sẽ trình bày về cái tính năng cái tài khoản Facebook cá nhân trước, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ cần phải xây dựng thương hiệu về Facebook cá nhân của chúng ta, bao gồm định vị thương hiệu, phân khúc khách hàng, hình ảnh về thương hiệu, những cái nội dung, hình ảnh, video mà chúng ta sẽ đăng lên, quy trình như thế nào, tính nhất quán về việc xây dựng thương hiệu, như thế nào được coi là một người có thương hiệu mạnh. Ví dụ như chúng ta có thể đo bằng lượt theo dõi, đăng một lượt tương tác của bài viết, vân vân. Và có khách hàng ở trên trang của chúng ta tìm đến mua sản phẩm và dịch vụ của chúng ta hàng ngày và có thể nuôi sống chúng ta, có thể giúp chúng ta kiếm tiền và ổn định cuộc sống, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ làm gì? Xây dựng thương hiệu cá nhân, đăng bài dạng video, dạng hình ảnh, dạng bài viết, dạng live stream vân vân, hàng ngày, hàng giờ theo lịch trình và có tính nhất quán về mặt xây dựng thương hiệu. Chúng ta cũng kết bạn với khách hàng mục tiêu hoặc là để khách hàng mục tiêu theo dõi kết bạn với chúng ta. Đấy, và mục tiêu của chúng ta là gia tăng làm sao nhiều lượt theo dõi nhất có thể. Thì từ đó thì chúng ta sẽ có một cái kênh rất là mạnh. Ví dụ như là chúng ta có 100.000 theo dõi, 200.000 theo dõi thì rõ ràng là chúng ta có sức mạnh, hoặc thậm chí là lên hàng triệu lượt theo dõi thì chúng ta lại trở thành KOL hoặc là influencer, tức là những người có ảnh hưởng ở trên mạng. Đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể xin tích xanh cho Facebook cá nhân, mặc dù thì bây giờ cũng rất là khó, hoặc là chúng ta đợi mua cái gói tích xanh của Facebook. Vâng. Và chúng ta kết bạn với khách hàng mục tiêu và xây dựng cái đội ngũ khách hàng mục tiêu của chúng ta ở trên kênh của chúng ta tương tác càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Và chúng ta phải tăng cái lượt tương tác lên bằng cách là chúng ta đăng bài và đi trả lời bài hàng ngày hàng giờ với những cái nhóm khách hàng mục tiêu chúng ta có thể chăm sóc chủ định. Thứ hai là về fanpage, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ phải tạo fanpage, rồi tạo logo, ảnh bìa, ảnh đại diện, đặt tên cho nó. Những cái này dễ rồi,
tạo URL cho nó, đúng không? Username cho nó, vân vân, rồi viết các cái thông tin cơ bản cho nó. Thì cái này bây giờ mọi người đều biết làm rồi, trừ những cái người mà tôi nghĩ là ngoài U40 chưa tiếp cận bao giờ ở các cái khu vực tỉnh địa phương vân vân thì có thể người ta chưa biết, còn hầu hết anh em mà đã làm online, các sếp đã làm online thì chắc là biết hết rồi, nó dễ quá rồi. Đấy, nhưng mà nội dung quan trọng của fanpage đấy là chúng ta phải phát triển nội dung thường xuyên hàng ngày, và đặc biệt là chúng ta phải có một cái công thức phát triển nội dung, ví dụ như theo tỷ lệ 40-60, tức là khoảng 40-50% là chúng ta sẽ phát triển những cái nội dung không phải là về sản phẩm, phải dịch vụ thương hiệu của chúng ta. Đó, chúng ta có thể những cái câu chuyện mang tính chất cộng đồng, mang tính chất khách hàng, mang tính chất giải trí để cái kênh của chúng ta nó mạnh hơn, có cái lượt organic, tức là cái lượt tiếp cận tự nhiên nhiều. Đấy, hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhóm họ có thể phát triển được lượt xem tự nhiên cho fanpage có thể lên tới vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu lượt xem cho fanpage. Thế còn chúng ta nếu mà chỉ cứ đăng sản phẩm lên thôi thì lượt xem rất là ít và cái tương tác cũng rất là ít. Đấy, chúng ta phải chủ động tag khách hàng vào. Đấy, chúng ta phải chủ động tag trong các cái phần nhắn tin, trong các cái phần bình luận. Đấy, thì để làm mục đích cao nhất là để tăng tính tương tác, phát triển nội dung là như vậy. Đấy, định dạng nội dung là gì, hình ảnh hay là video hay đường link hay là ảnh gif hay là những cái bài trò chơi mini game, quiz game vân vân, đúng không ạ? Chúng ta phải có một cái chiến lược phát triển đều đặn hàng ngày hàng giờ. Đấy, thì để chúng ta tăng lên. Đấy, trong bối cảnh mà có hàng triệu cái fanpage như thế này. Đấy, và ai cũng muốn nhiều follow, ai cũng muốn mình nổi tiếng, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta cũng xin tích xanh. Đấy, thì tôi cũng có một cái video hướng dẫn mọi người xin tích xanh, nhưng quả thật là vừa rồi có rất nhiều người vào nhờ tôi xin tích xanh cho, nhưng mà tôi cũng không làm được bởi vì Facebook xin rất là khó, để tôi cũng từ chối. Đấy, thì xin tức xanh thì nó cũng tăng uy tín cho mình, khách hàng cũng dễ chốt đơn hơn, rồi mình cũng thể live stream chạy quảng cáo. Riêng cái page thì nó có cái khả năng là live stream. Đấy, live stream fanpage tích xanh và chạy quảng cáo được. Cái này là cái mà chỉ có page tích xanh nó mới có. Đấy, có những cái doanh nghiệp đã đưa cho tôi cả 100 triệu để làm nhưng mà quả thật là không làm được. Facebook nó auto, nó từ chối, nên là tôi đành phải không nhận của mọi người nữa để giữ uy tín. Và khi nào làm được thì tôi cũng sẽ lại thông báo với các anh chị. Đấy chưa? Thế còn phát triển nội dung, xây dựng thương hiệu hàng ngày thì tôi có thể đào tạo cho đội ngũ của anh chị, tôi có thể tư vấn cho anh chị và tôi có thể triển khai cho anh chị rất là tốt. Đấy, chăm sóc khách hàng qua tin nhắn Messenger. Đấy, và thường xuyên tương tác, duy trì tương tác và có thể sử dụng phần mềm nhắn tin của Messenger hoặc là những cái phần mềm chính thức của Facebook để chăm sóc khách hàng. Đấy, ví dụ như khách hàng người ta đã mua hàng rồi thì đưa người ta vào một cái nhóm đã mua, chưa mua thì tiếp tục chăm, mà không mua thì chúng ta cũng sẽ có những cái cách để chăm sóc khác nhau, chứ không phải là chúng ta cứ cào bằng cá mè một lứa với tất cả các khách hàng. Vâng, và từ cái fanpage này họ thích thì chúng ta nhắn tin trên Messenger, chúng ta cũng có thể nhắn tin cho họ để kết bạn ở trên Facebook cá nhân. Ví dụ tôi là chủ cái fanpage của PA Marketing thì tôi sẽ vào, tôi bảo các anh chị hãy theo dõi kênh Facebook của tôi, đề phòng, cái này là đề phòng xa thôi, đúng không ạ? Đấy, và có thể mời khách hàng vào group Facebook hoặc là group cả của Zalo. Đấy, thậm chí là chúng ta cũng phải xây dựng website. Đấy, để có những người ta bị cái hiện tượng là mất fanpage, đúng không ạ? Bị hủy đăng. Đấy, các cái vấn đề về nội dung, đấy, chính sách, đấy, tiêu chuẩn cộng đồng. Đấy, thì cái này nó sẽ có thể xảy ra cái hiện tượng là bị hủy đăng. Đấy, có thể xảy ra hiện tượng như vậy. Vâng, tiếp theo là Facebook Groups hay còn gọi là nhóm, đúng không ạ? Thế thì trong nhóm này nó chỉ có hai dạng là nhóm do mình tạo và nhóm do người khác tạo. Hầu hết thì chúng ta sẽ bán hàng trên các nhóm của chúng ta, đi vào những cái nhóm mà người khác xây dựng, không phải là nhóm chúng ta tạo ra. Còn nếu mà chúng ta là nhóm chúng ta tạo ra thì chúng ta sẽ có sức mạnh rất lớn. Chúng ta là admin, chúng ta uy tín, chúng ta được kiểm duyệt nội dung, chúng ta được ghim bài vân vân. Hoặc là những cái group có hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn lượt theo dõi, lượt thành viên thì cực kỳ là tốt, đúng không ạ? Thậm chí có những group lên tới hàng triệu thì cái sức mạnh của cái người admin trong cái group đấy rất là lớn. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách cho thuê, đăng bài, bằng cách cho thuê quảng cáo, bằng cách thu phí, bằng cách xây dựng thương hiệu, bằng cách
hút khách hàng vân vân. Nói chung là có group thì thành viên lớn và có group uy tín thì bán hàng rất là dễ và hoàn toàn không mất chi phí. Thế thì chúng ta có thể làm gì? Tạo group của mình và phát triển group của mình. Nó hơi mất công, nhưng chúng ta sẽ làm group trong ngành hàng, group trong sản phẩm. Chúng ta cũng sẽ phải đăng bài và nuôi nó, phát triển tương tác với nó thường xuyên. Hiện nay các bạn có thể có sử dụng những cái mẹo, đấy là sử dụng những cái thành viên giả, thành viên ảo, bằng cách là dùng các cái nick Facebook ảo để join vào group để có một cái lượng rất là lớn. Trong đó gần như là cái chim mồi chiếm cái tỷ lệ rất lớn. Sau đó thì cũng có những con chim thật, đúng không ạ? Thế thì ý là khách hàng mục tiêu thì nó cứ tương tác, câu hỏi cũng do chim mồi làm, tương tác cũng do chim mồi làm. Ôi cứ em mua cái này xong đẹp lắm, ôi cái này mua ở đâu thế, chia sẻ kinh nghiệm đi, vân vân. Thế là cứ thực ra người đặt câu hỏi và người trả lời, người tương tác thì cũng đều là chim mồi. Thì hiện nay có những cái group lên tới hàng trăm nghìn thành viên trong rất nhiều các lĩnh vực, từ thời trang cho đến nội thất, cho đến hoa, cho đến nhà cửa, cho đến mỹ phẩm, cho đến thẩm mỹ vũ trụ thẩm mỹ, các loại vũ trụ đều có. Rồi tạo ra những cái nhóm, ví dụ có những bạn bán áo dài thì tạo ra những nhóm mà có thành viên là những cái đại lý bán áo dài, có thành viên là những cái cửa hàng váy cưới, cho thuê đồ cưới, vân vân. Chỉ cần có khoảng 5.000 thành viên thôi, nhưng mà đấy là 5.000 chủ shop cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy, ý tôi là như vậy. Chúng ta phải xây dựng uy tín và thương hiệu, đặc biệt là uy tín trên group của mình và group của những người khác, đúng không? Vào group của người ta thì đừng có bán hàng ngay, mà hãy trao giá trị, hãy chia sẻ, hãy kết nối. Bằng cách nào thì mọi người phải học, mọi người phải sáng tạo thôi, đúng không ạ? Và chọn cái group nó phù hợp với ngành hàng và sản phẩm của mình. Ví dụ như là bây giờ tôi làm đào tạo thì tôi phải tìm những cái group phải khởi nghiệp để tôi chia sẻ. Tôi làm đào tạo thì tôi phải vào những group kinh doanh online để tôi chia sẻ. Tôi lấy thí dụ như vậy. Chứ tôi không vào group của học sinh cấp 1, cấp 2, đúng không? Nhưng nếu mà tôi là dạy chương trình cho phụ huynh, cho con trẻ toán cấp 1, toán cấp 2 thì tôi phải vào những group của phụ huynh. Ý tôi là như vậy. Chọn những group có lượng thành viên lớn và tương tác tốt để gia nhập vào. Được chưa ạ? Vâng. Và đăng bài liên tục, tạo giá trị, trao giá trị liên tục, và biến mình thành là một người quan trọng trong cái group đó, để tăng lượt theo dõi tự nhiên và tăng chất lượng cho tài khoản Facebook cá nhân của mình, và chăm sóc khách hàng ở trên group với group của mình, hoặc là chúng ta sẽ trao các cái giá trị. Nói chung group cũng là một kênh bây giờ vẫn rất là ổn, với điều kiện là mình phải có thương hiệu, hoặc là group của mình thì phải có lượng thành viên lớn, và cái lượng thành viên đấy là thành lượng khách hàng chất lượng đó. Và chúng ta phải phát triển nội dung trong group cũng liên tục. Như vậy chúng ta sẽ phải mất công, mất sức, mất phí, đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo là Facebook Ads, tức là làm quảng cáo. Thì đây là một cái chủ đề mà hầu hết mọi người rất là quan tâm, đúng không? Tôi có thể khẳng định tự tin với mọi người rằng tôi là chuyên gia chạy quảng cáo hàng đầu. Chi tiêu ngân sách từ năm 2010 đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi ạ? 13, 14 năm rồi. Chạy quảng cáo rất là lâu, và dạy cũng rất là lâu rồi. Thậm chí là trên thị trường bây giờ có rất nhiều người dạy, thì có thể đâu đó cũng là những người mà tôi đã từng đào tạo, đúng không ạ? Vâng. Thế thì cái câu chuyện ở đây là gì? Facebook Ads cũng là một cái công cụ rất là mạnh để bán hàng, để tăng doanh số, để tăng số lượng đơn hàng. Tôi có những cái học viên người ta có bán 1.000 đơn, 2.000 đơn mỗi ngày là chuyện bình thường. Bán trong nước, bán nước ngoài. Từ bán nhà máy cho đến bán thủ công, cho đến bán thương mại, cho đến sản xuất đều có thể làm được. Vậy thì 1.000 đơn nó ở đâu ra? Giá thầu nó rẻ là như thế nào? Đó, thì chúng ta sẽ phải học chạy quảng cáo, tối ưu quảng cáo, đúng không ạ? Tối ưu giá thầu, tối ưu ngân sách, rồi lựa chọn các cái mục tiêu, hình thức quảng cáo như thế nào. Nghiên cứu về khách hàng mục tiêu ra làm sao và đối thủ ra làm sao. Cái quy trình của nó tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Chuẩn hóa và chuẩn bị các cái tài khoản, tài nguyên cho quảng cáo. Vì nó có cái hiện tượng vô hiệu hóa. Nhưng mà có những cái người có những cái sản phẩm không bị vô hiệu thì cũng không sao cả, không lo, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta phải lựa chọn sản phẩm phù hợp. Muốn bán được 1.000 đơn thì chúng ta phải có sản phẩm phù hợp, chứ không phải tự dưng mà bán được 1.000 đơn đâu. Bán những cái sản phẩm kén khách hàng thì không thể bán được 1.000 đơn. Chạy quảng cáo ngân sách nhỏ không thể được 1.000 đơn. Fanpage thì không chịu chăm sóc, rất khó để có thể được 1.000 đơn. Không có tích xanh, không có hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn được theo dõi, khó có thể 1.000 đơn.
À, tôi có bạn một học trò, bạn ấy đầu tư 150 triệu, bạn ấy ném vào một con page chạy quảng cáo. Mục tiêu chỉ là làm cho tăng cái lượt theo dõi cho cái page mới bạn ấy vừa lập. Một năm trời bạn ấy cái dòng dã bạn ấy kéo like bằng phương pháp chạy quảng cáo. Đấy, thế là cái trang của bạn ấy có hơn 100.000 lượt like, lượt follow tự nhiên bằng cách là chạy quảng cáo. Tức nó là follow thật chứ không phải hack 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 ném vào. Thế và sau đó thì bạn ấy đăng mỹ phẩm lên mạng bán, bảo là ngày nào em bán được 3 đến 5 đơn. Bởi vì người ta biết đến em và người ta tin tưởng em rồi. Thế 3 đến 5 đơn, mỗi đơn mỹ phẩm 1 2 triệu doanh số đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể có doanh số 5 7 triệu một tháng, à mà xin lỗi một ngày, và một tháng nhân đều lên 30 ngày chúng ta cũng có thể doanh số tầm 100 đến 150 triệu đúng không? Giả sử rằng lợi nhuận của ta khoảng 30 đến 40%. Đấy, thế thì chúng ta cũng có thể đã có một cái doanh số là 150 triệu nhân với khoảng 34% là lãi được khoảng 40 50 triệu. Thì như vậy chỉ khoảng 3 4 tháng sau là chúng ta đã gỡ được cái tiền quảng cáo mà chúng ta đã đầu tư. Đấy, có nhiều cách để làm, có rất nhiều cách để làm, nhưng mà các bạn quan trọng là các bạn phải phải học, phải tối ưu. Đấy, tối ưu như thế nào bây giờ, đúng không ạ? Vâng. Đấy, bằng cách là chúng ta phải xây fanpage, bằng cách là chúng ta phải chọn sản phẩm, chúng ta phải làm nội dung quảng cáo, là chúng ta phải chạy quảng cáo và chúng ta phải đầu tư. Quảng cáo bây giờ đắt đỏ hơn ngày xưa rất nhiều, cạnh tranh hơn rất nhiều. Đấy, nhưng mà chúng ta vẫn làm được. À, ví dụ như tôi có thể cho các bạn xem những cái tài khoản mà tôi đang chạy quảng cáo cho khách hàng, ví dụ như vậy. Thì vẫn có thể chạy quảng cáo, mỗi ngày ra được cái lượng tin nhắn rất nhiều, cũng như giá thầu cũng hợp lý, đúng không ạ? Và giá thầu thì cũng có ngày 20.000, ngày 30.000, cũng có ngày chỉ có 7.000, 5.000. Nhưng mà quan trọng là chúng ta vẫn chạy đều và cái tỷ lệ chốt đơn của chúng ta vẫn tốt. Và đây tôi sẽ có thể cho các bạn xem. Các bạn có thể nhìn thấy có những cái bài nó cao lên đến 34.000, 42.000 đúng không ạ? Nhưng mà cũng có những cái bài nó sẽ thấp. Thì tùy vào thời điểm. Tuy nhiên thì ví dụ như là chúng ta chạy mà chúng ta có một cái giá thầu khoảng tầm 10.000 đến 15.000, đấy, cộng với một cái tỷ lệ chốt đơn khoảng tầm 20% là chúng ta có thể làm tốt doanh số bán hàng. Đây là một cái sản phẩm mà thời trang bán khoảng tầm 5 600 nghìn một cái sản phẩm. Đấy. Và đây các bạn thấy có những cái chiến dịch rất là đắt nên buộc phải dừng lại đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như cái chiến dịch như này khoảng 16.000, 22.000 là ok, tỷ lệ chốt khoảng 20% là mất 100 một đơn là ok. Thế còn tất nhiên tỷ lệ của các bạn mà rẻ hơn nữa, tỷ lệ của các bạn mà rẻ hơn nữa tầm độ 6.000, 7.000 thì tôi nghĩ vẫn ok. Đấy. Ví dụ như là Facebook mà tôi có đăng một số chiến dịch hồi cách đây 2 3 tuần. Thì có những cái chiến dịch tôi chạy cho khách hàng hết có 6.000 đến 7.000. Có thể là cái thời điểm trước cái thời điểm tháng 4 đấy thì mọi người mua đồ để nghỉ lễ đi nhiều đấy. Các bạn nhìn thấy ngày 30 tháng 4 đấy ạ, và có 6.000 9 một tin nhắn. Và nhưng mà nói chung là chúng ta khống chế về mặt tỷ lệ nhé, chúng ta khống chế về mặt tỷ lệ. Ví dụ như khoảng 20.000 một tin trong trường hợp này là được, cộng với tỷ lệ chốt đơn là 20% là ok. Bởi vì chúng ta bán một cái sản phẩm nó sẽ có lợi nhuận khoảng tầm 60 đến 70%. Thế thì một đơn hàng 600 ngàn mình có thể lãi tầm 300 ngàn thì mình mất 100 ngàn thì mình vẫn ok. Đấy, hoặc là lãi khoảng 200 ngàn mình mất 100 ngàn vẫn ok. Rồi, tiếp tục là chúng ta cũng có thể kết hợp livestream. Thế thì livestream hiện nay Facebook cho livestream trên fanpage, trên group. Đấy, và muốn livestream được thì như tôi đã nói chúng ta phải có danh mục sản phẩm phù hợp. Ví dụ như sự đa dạng, giá cả, mẫu mã. Đấy, thường là giá cao ở trên này cũng rất là khó bán. Đấy, trừ trường hợp bạn là một cái kênh livestream streamer chuyên bán hàng hiệu cao cấp thì vẫn bán được. Nhưng cao cấp ở đây vẫn phải là rẻ nhé. Ví dụ như một cái Gucci chính hãng nó khoảng 100 triệu. Nhưng mà mua chỗ bạn thì khoảng 80. Đấy, ý tôi là như vậy. Chứ còn nếu bạn mua 100 triệu hoặc là đắt như mua trên hãng thì cũng không bán được. Đấy. Và muốn livestream thành công ấy, thì chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải có lượt xem sẵn. Ví dụ kênh phải có follow đúng không ạ?
Facebook phải có nhiều lượt theo dõi, phải người ta phải biết đến cái lịch livestream và người ta đợi xem mình, chứ không phải là bây giờ mai tôi bật lên tôi livestream là có người xem, không có đâu. Chúng ta phải có một cái chương trình truyền thông trước livestream, có một kế hoạch livestream, có người livestream chuyên nghiệp, có sản phẩm, có chương trình. Đấy, thì cái phần đó tôi cũng hướng dẫn cho mọi người và tư vấn cho mọi người trong các video tiếp theo. Tôi làm mới toàn bộ nha, tôi làm mới toàn bộ chứ không phải những nội dung này tôi chưa có hay không có. Các bạn vào kênh YouTube của tôi xem là tất cả những nội dung này đều đã có, nhưng chẳng qua là những cái năm trước thôi. Thì bây giờ tôi làm mới toàn bộ những nội dung như vậy. Facebook Watch hay còn gọi là video, đây là một cái tính năng mà Facebook sẽ đưa cái phần video xem vào phần Watch của mình. Và đây chính là cái video dài. Thế nào gọi là video dài? Thì hiện nay người ta chia thành video ngắn và video dài. Video ngắn thì thường là video dưới 60 giây hoặc cũng có thể là dưới 3 phút thì được coi là video ngắn. Thường thì chuẩn hiện nay là chuẩn 60 giây. Trên Facebook Reels thì cho phép đăng đến 90 giây. Còn trên TikTok là 60 giây, đúng không ạ? Thì chuẩn đấy là chuẩn video ngắn của Reels. Còn đây là của Watch là video dài. Thì mình cũng có thể tăng được lượt theo dõi cho Facebook cá nhân hoặc fanpage bằng cách là sản xuất video và đăng video dạng short film, hoặc là tức là những cái phim ngắn tầm 10 phút, 20 phút, có lượt xem rất lớn, đúng không ạ? Có kế hoạch đăng liên tục hàng ngày, có ekip, có kịch bản sản xuất tốt và có thể kiếm tiền từ watch được. Và chúng ta giới thiệu về sản phẩm, sau đó thì chúng ta có thể bán được hàng, chúng ta tăng được lượt theo dõi, chúng ta cũng có thể bán được hàng. Cái tính năng số 7 đó chính là Facebook Reels hay còn gọi là thước phim. Thì đây là một trong những cái tính năng mới của Facebook và cũng rất là quan trọng trong giai đoạn hiện nay nếu mà các anh chị và các bạn kinh doanh online. Thế thì chúng ta sẽ cần phải thường xuyên là sản xuất các video ngắn với cái thời lượng là khoảng 60 giây và đăng lên trên Reels của mình. Reels thì có thể đăng trên Reels cá nhân hoặc là Reels fanpage đều có cho đăng phần thước phim này. Đấy, thì các cái video ngắn thì chúng ta cũng nên tối ưu hóa về kịch bản, về nhạc, về phần phụ đề, phần ảnh bìa, chữ bìa, vân vân. Đấy là những cái kỹ thuật chúng ta cần phải làm. Chúng ta phải có các cái nội dung chúng ta đăng hàng ngày, có ekip nếu được, có kịch bản tốt, đúng không ạ? Và có tính giải trí cao. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ, nếu mà đăng video Reels trên fanpage hoặc là trên Facebook cá nhân thường xuyên thì sẽ làm tăng được lượt theo dõi cho kênh đáng kể, tôi khẳng định về điều đó. Và mọi người cần phải làm, đúng không ạ? Chúng ta cũng có một cái bây giờ mọi người đang rất là quan tâm thời điểm này 2023, đấy chính là chúng ta chạy quảng cáo video Reels hoặc là chạy quảng cáo video trên các vị trí Reels hoặc là chạy quảng cáo hiển thị trên các vị trí Reels. Khi mà chúng ta vào điện thoại chúng ta xem Reels, khi mà chúng ta vào điện thoại chúng ta xem Reels, thế thì khi đó chúng ta, để ví dụ tôi đang lướt điện thoại như thế này, thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy quảng cáo, bởi vì có cái thói quen sử dụng Reels rất nhiều. Hiện nay lượng người xem Reels ở trên Facebook cũng rất là nhiều. Thế thì khi đó là chúng ta có thể chèn quảng cáo, đăng video của mình lên Reels, sau đó lại chạy quảng cáo cái video đó vào phần Reels. Thì như vậy cái tính năng này là một cái tính năng mà giúp tăng được lượt hiển thị, đơn hàng cũng đang được tốt, tỷ lệ chuyển đổi, ví dụ đặc biệt là chúng ta chạy chuyển đổi và truy cập web và chuyển đổi đơn hàng ngay trực tiếp hoặc là cũng rất là tốt nha. Thì các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi trợ giúp cho các bạn phần này. Chúng ta sẽ sản xuất video đúng không? Sáng tạo, hài hước, vui vẻ, giải trí, đặc biệt là như tôi nói là có kịch bản tốt, có tính giải trí, có âm nhạc thì sẽ ok. Và chúng ta cũng có thể kiếm tiền trên Reels được. Cái tính năng số 8 và tính năng số 8 của Facebook mà chúng ta có thể khai thác được đó là Marketplace hay còn gọi là bài niêm yết. Thế thì đây là một cái tính năng giao vặt hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể đăng ở trên Marketplace bằng cách là chúng ta sẽ đi vào Facebook cá nhân của chúng ta, trên điện thoại hoặc là trên máy tính đều được. Thì chúng ta sẽ tìm đến cái chữ có tên là Marketplace, có cái hình cái cửa hàng màu xanh xanh, cái biểu tượng hình màu xanh xanh. Các bạn dùng tiếng Việt thì nó sẽ làm cái phần liên quan đến chữ bài niêm yết. Thì trên này chúng ta có thể đăng
những cái bài giao vặt về các sản phẩm. Đấy, ngoài ra thì ở đây nó cũng có chạy quảng cáo. Đấy, hiển thị vị trí quảng cáo ở trên Marketplace. Và đồng thời chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo bài đăng Marketplace. Đây là một cái tính năng mà hầu như hiện nay không ở đâu dạy và không ở đâu biết. Các bạn rất ít người biết cái tính năng này. Nhá. Quảng cáo hiển thị trên Marketplace thì rất là dễ. Nhưng mà quảng cáo bài đăng Marketplace thì không ai biết. Cho nên là trong video này các bạn sẽ thấy là có những thứ rất là thú vị. Ví dụ như chạy quảng cáo Reels trên vị trí Reels hay là thước phim. Chạy quảng cáo sản phẩm đăng trên Marketplace và hiển thị trên Marketplace hoặc là trên các vị trí khác. Và tôi đã có học viên làm cũng rất là ra đơn. Thì các bạn có thể thử nghiệm, được chưa ạ? Và chúng ta muốn đăng bài trên đây thì chúng ta phải có hình ảnh, có mô tả đẹp. Và chúng ta phải xây dựng cái tài khoản Facebook cá nhân, cái mục số 1 cho nó uy tín. Bởi vì khách hàng người ta sẽ chat trên Facebook cá nhân. Và khi người ta chat trên Facebook cá nhân, người ta sẽ có xu hướng người ta vào cái Facebook cá nhân của mình, người ta xem. Đấy, người ta thấy mình trông cũng rất là uy tín, thông tin đầy đủ. Thì người ta có xu hướng là tin cậy giao dịch với mình. Đúng không ạ? Mình đăng những cái thông tin rất là thường xuyên liên tục. Và có vẻ như rất là uy tín. Đấy. Nhá. Rồi, đấy là mục số 8. Mục số 9 thì cái này cũng hầu như cũng không ai sử dụng để bán hàng. Nhưng tôi nghĩ là mọi người có thể thử nghiệm. Đấy là Facebook Dating. Đây cái tính năng hẹn hò của Facebook. Ví dụ như chúng ta có thể tạo ra các profile để chúng ta có thể match với khách hàng. Và trong quá trình match với khách hàng mục tiêu như vậy, chúng ta có thể chia sẻ chúng ta làm gì, bán gì. Đấy, thì họ sẽ rất là lắng nghe. Đấy, và nếu mà phù hợp thì chúng ta lại đổi sang kết bạn Facebook thật và kết bạn Zalo thật. Đấy, chứ không phải là trên cái tính năng date đấy nữa. Và có thể chúng ta sẽ có một khách hàng mục tiêu. Tất nhiên là cái tính năng Facebook Dating nó dành cho việc hẹn hò kết bạn, chứ nó không dành cho việc bán hàng. Nhưng mà chúng ta lại khai thác cái tính năng đó một cách hợp lý. Đấy, ý tôi là như vậy. Được chưa ạ? Và cuối cùng là các cái công cụ hỗ trợ cho Facebook trên thị trường bây giờ rất nhiều. Quản lý fanpage, quản lý tin nhắn, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, quét số điện thoại, nuôi nick, tài khoản Facebook, tài khoản ví, tài khoản thanh toán. Rồi thì các cái vấn đề, các cái tính năng khác, ví dụ như là hack, rồi lấy lại tài khoản, rồi thì tại kháng cáo, rồi thì vô hiệu hóa, rồi vân vân, rất nhiều những cái phần mềm, rất nhiều những cái tính năng mà trong quá trình sử dụng, hoặc thậm chí là kể cả công cụ hỗ trợ chạy quảng cáo như là Espresso vân vân, những cái phần mềm hỗ trợ chuyên nghiệp thì cũng có thể giúp được các bạn rất nhiều. Thì trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn có thể khai thác và sử dụng các phần mềm của Việt Nam cũng như là các phần mềm trên thế giới phù hợp với nhu cầu của mình. Và ok, thì như vậy tôi vừa tổng hợp 10 cái tính năng mà chúng ta sẽ nói về Facebook Marketing chuyên nghiệp. Và trong các cái khóa học offline của tôi cũng như là các cái video tôi chia sẻ tiếp thì tôi sẽ làm mới cho các anh chị và các bạn. Và nếu các anh chị và các bạn có nhu cầu tham gia khóa học hoặc là đào tạo cho doanh nghiệp, cho đội nhóm của mình, hoặc là tư vấn triển khai, hoặc là làm dịch vụ theo quảng cáo theo yêu cầu, thì các anh chị và các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp, như là ở số điện thoại là 0989 62388, hoặc là Zalo. Facebook của tôi là Phan Anh Online, các bạn vừa nhìn thấy rồi đấy ạ. Email, kênh website PA Marketing, và kênh YouTube cũng là PA Marketing. Ở đây thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái tài khoản khác. Tôi đang chạy quảng cáo cho một cái nhà hàng rất là lớn và tôi đã làm tăng doanh số cho họ như thế nào. Đây là cái nhà hàng trung tâm tiệc cưới ở Đại Nam Vĩnh Yên. Hiện nay thì tôi đang làm tất cả những cái chương trình, từ bia, từ khuyến mại, chương trình như thế nào, chạy như thế nào, để các bạn có thể nhìn thấy. Ở đây cái bài này đang tiếp cận khoảng 74.000 lượt, đúng không ạ? Vâng, các bạn có thể nhìn thấy là đây là đang không thể quảng cáo, đúng không ạ? Bởi vì cái tài khoản này bị vô hiệu rồi. Tôi đang chạy trên những cái tài khoản via khác. À,
Tôi đang chạy trên những cái rất nhiều tài khoản VIA, bởi vì mỗi ngày ngân sách chạy cũng lớn nên cũng chạy mấy con VIA khác nhau. Để tôi share VIA cho các bạn xem. Đối với nhà hàng thì cũng không quá quan trọng về chuyện là chạy bao nhiêu tiền một tin nhắn, đúng không ạ? Các bạn thấy là 2 triệu một tin nhắn, 2 triệu một tin nhắn, đúng không ạ? Rất là đắt. Nhưng mà chiến dịch này tôi không chạy mục tiêu tin nhắn, mà chúng tôi chạy mục tiêu tương tác, chạy mục tiêu hiển thị. Bởi vì nhà hàng mà, tôi muốn hiển thị nhiều, và họ đọc đến cái chương trình này họ sẽ phi đến ăn luôn. Họ phi đến ăn và họ bình luận. Đấy. Và tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng là chương trình của tôi có hiệu quả. Đây ạ. Và có hiệu quả bằng cách nào thì đây là tôi có doanh số bán hàng cho các bạn xem. Đấy. Doanh số bán hàng theo từng ngày ở nhà hàng đây. Ví dụ như từ ngày mùng 1 tháng 5, ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10 của tháng 5. Đó, tôi sẽ thu nhỏ lại. Vâng, tôi thì không không phải là người chém gió, vì tôi là giảng viên đại học và tôi đã dạy cái này rất nhiều rồi, không bao giờ chém gió. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây người ta kế toán, người ta hạch toán hàng ngày đây. Đấy, ví dụ như là doanh số được 15 triệu. Đấy, à xin lỗi 17 triệu đây. Và lời được 8 triệu, đúng không ạ? Ngày mùng 10 gần nhất. Đấy, trước đó đây là doanh số 13 triệu, lời được khoảng 6 triệu. Doanh số 23 triệu, lời 10 triệu, đúng không ạ? Trước đấy mà không quảng cáo thì doanh số thấp hơn, đúng không ạ? Chỉ có vài triệu thôi. Và lượng khách đã đông lên, tất nhiên là mới chạy, chương trình cũng mới chạy thôi, vẫn còn đổi mới liên tục. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là tin nhắn, đúng không ạ? 2 triệu 6, chạy hết 5 triệu cho chiến dịch này, vẫn đang chạy. 2 triệu 6 một tin. Các bạn sẽ cười tôi là thầy dạy kiểu gì mà chạy 2 triệu 6 một tin. Nhưng thực ra chiến dịch này là chiến dịch hiển thị. Mục tiêu của tôi là cho cả cái thành phố Vĩnh Yên biết đến cái nhà hàng này và biết đến cái chương trình uống một tặng một, tức là uống một tháp tặng một tháp bia. Và hiện nay khách cũng khá là đông. Cũng tăng lên đáng kể, tức là đã có những ngày doanh số tăng gấp 3 lần. Bình thường chỉ được khoảng 7, 8 triệu, 6 triệu, bây giờ có những ngày đã lên đến 24 triệu. Và tiếp tục tôi còn đẩy nữa. Chạy quảng cáo này chưa ăn thua, tôi còn chạy nhiều nữa cho các bạn xem. Chạy nhiều bài, chạy nhiều chương trình. Đấy. Ra liên tục chương trình, các bạn nhìn thấy không ạ? Ra liên tục các chương trình. Đấy, chương trình này cũng tiếp cận 100.000 lượt. Đấy. Nhưng mà có thể chương trình có hiệu quả, có thể chương trình không hiệu quả thì tôi sẽ phải đổi. Ok, như vậy là tôi vừa giới thiệu với các anh chị và các bạn là toàn bộ cái chương trình về Facebook Marketing 2023. Lớp offline của tôi hay là online thì tôi cũng hỗ trợ cho mọi người như vậy. Và rất vui được chia sẻ mọi người các cái kiến thức, những kinh nghiệm cơ bản của tôi. Trên thị trường như tôi đã nói thì có rất nhiều thầy, có rất nhiều người giảng dạy tốt, tuy nhiên thì những người có dày dặn kinh nghiệm và có nền tảng về kinh doanh, về marketing, có tính thực chiến cao thì các anh chị nên lựa chọn cho mình để được tư vấn và trợ giúp. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào.